Hiện nay, huyện Gia Rai, tỉnh Gia Lai là địa phương sở hữu số lượng cồng chiêng lớn nhất tỉnh với trên 750 bộ, trong số đó có nhiều bộ chiêng quý. Đi cùng với đó là ý thức giữ gìn và phát huy giá trị di sản của đồng bào Gia Rai nơi đây. Âm thanh cồng chiêng vang vọng dọc miền biên giới trong các lễ hội, liên hoan đã nói lên niềm tự hào về bản sắc văn hóa được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhiều năm qua, cả 13 xã thị trấn của huyện Gia Rai đều đang duy trì hoạt động của hàng chục đội cồng chiêng với số lượng nghệ nhân đông đảo từ già đến trẻ. Đến với liên hoan cồng chiêng của huyện mới đây, ai nấy đều bị thu hút bởi tiếng cồng chiêng lúc trầm hùng khi rộn rã với nhịp xoang duyên dáng hay các điệu múa uyển chuyển mô phỏng hoạt động thực hành nông nghiệp như trồng trĩa, tuốt lúa. Thông qua đó, các nghệ nhân đã cống hiến những màn diễn tấu mãn nhãn mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống. Đặc biệt, sự xuất hiện của các nhân vật hóa trang và nghệ nhân nhí càng khiến không khí thêm phần sinh động và vui nhộn. Một trong những phần trình diễn gây ấn tượng cho du khách khi đến với liên hoan là tiết mục Mừng dòng sông Pô Cô có A Xanh anh hùng của các nghệ nhân xã Gia Khai. Đó là hình tượng đặc trưng khó lẫn, chỉ có thể bắt gặp khi thưởng thức cồng chiêng ở huyện Gia Rai. Tất cả làm nên cảm nhận đáng nhớ về một miền biên giới bình yên, một miền biên giới làm say lòng người. Từ ý thức giữ gìn văn hóa cồng chiêng, đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Gia Rai đang thực hiện rất tốt việc phát huy các giá trị độc đáo của di sản mà cha ông để lại, qua đó góp phần phát triển du lịch.